Sáng nay 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai xảy ra tại Bình Dương. Trong vụ án này, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản. Từ sáng sớm, các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đã có mặt để đảm bảo an toàn an ninh trật tự tại khu vực tòa, đảm bảo giao thông các ngã đường dẫn tới cơ quan xét xử. An ninh triển khai máy soi và các thiết bị hỗ trợ khác tại khu vực tòa cũng có mặt. Đến khoảng 6 giờ 50 phút, xe đưa các bị cáo tới cơ quan xét xử. Theo cáo trạng, Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương thuộc Tổng Công ty Bình Dương là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do tỉnh ủy Bình Dương là chủ sở hữu. Tất cả tài sản của tổng công ty được giao quản lý sử dụng đều thuộc sở hữu nhà nước. Do vậy, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Bình Dương phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước. Với vai trò là chủ sở hữu, trên cơ sở quy định của luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, tỉnh ủy Bình Dương cũng đã ban hành các quy định để quản lý và cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật để bảo toàn vốn tài sản, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra thất thoát vốn tài sản của nhà nước tại Tổng Công ty Bình Dương. Bị cáo Trần Văn Nam thời điểm là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn từ tháng 7-2010 đến tháng 12-2015, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Bị cáo Trần Thanh Liêm giai đoạn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương từ tháng 10-2015 đến tháng 10-2020. Bị cáo Phạm Văn Cành giai đoạn là Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bình Dương từ tháng 12-2013 đến tháng 11-2018. Và Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương giai đoạn từ tháng 8-2010 đến tháng 6-2017 là những người chịu trách nhiệm chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn tài sản của nhà nước tại Tổng Công ty Bình Dương đã có những hành vi vi phạm pháp luật trong lãnh đạo chỉ đạo, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý vốn tài sản gây hậu quả thất thoát đặc biệt lớn cho nhà nước. Đó là các sai phạm trong việc áp dụng đơn giá đất để thu tiền sử dụng đất, thực hiện quản lý vốn tài sản, không xác định giá trị quyền sử dụng đất, khu đất 145 ha khi cổ phần hóa doanh nghiệp, tham ô tài sản. Trong vụ án này, các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và một số cơ quan tham mưu của tỉnh Bình Dương đều biết việc Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng 43 ha đất và 30% vốn góp tại công ty Tân Phú cho tư nhân là trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước, nhưng đã không ngăn chặn, yêu cầu khắc phục phục hồi tài sản cho nhà nước, mà còn hợp thức hóa thủ tục để Nguyễn Văn Minh hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản nhà nước sang công ty của con trẻ mình thành lập và bán cho công ty tư nhân. Hành vi của các bị cáo đã làm trái quy định của pháp luật về quản lý tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp cùng với Nguyễn Văn Minh và các bị cáo khác tại Tổng Công ty Bình Dương, số tiền gần 985 tỷ đồng.